Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn chuyên bất động sản ở phía nam của Sài Gòn. Và ngày hôm nay căn nhà Tường mang đến cho mọi người đó chính là tại quận 7 thuộc hẻm 3 số 6. Căn nhà này thì sẽ thích hợp cho quý khách hàng nào thích sự yên tĩnh, không thích sự ồn ào. Và căn nhà này là ở phía cuối của con đường luôn nên an ninh và yên tĩnh dữ lắm. Đặc biệt căn nhà này tương đối là rộng rãi với chiều ngang là 5m3, chiều dài là 13m, kết cấu gồm có 2 tầng lầu. Không chờ đợi gì nữa thì chúng ta cùng tham quan căn nhà này với Tường nha. Bây giờ chúng ta đi thôi. Đầu tiên là Tường sẽ giới thiệu con đường ở phía trước với độ rộng là 3m. Đây chính là cái tuyến đi vào của căn nhà. Căn nhà này tọa lạc tại hẻm 3 số 6, xẹt 49. Thì chỉ đi một tuyến đường thẳng duy nhất thôi, không có quẹo vào bất kỳ cua quẹo nào nữa hết. Ở đường ở này thì phía cuối rồi nên rất là an ninh và yên tĩnh. Và căn nhà Tường mang đến cho mọi người ngày hôm nay là ở ngay phía trước đây. Bề mặt tiền của căn nhà thì có hơi phần hạn chế một chút xíu. Cửa với độ rộng là khoảng hơn 2 mét thôi. Phía đây thì của cái nhà cuối cùng rồi nên căn nhà của chúng ta thì mặt tiền có hơi hạn chế, nhưng mà ở bên trong thì xây dựng bề ngang đủ 5m3 và được kết cấu gồm có một trệt. Ở bên trên chúng ta sẽ có 2 tầng lầu và 4 phòng ngủ. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân tương đối là lớn. Với khoảng sân này độ rộng là khoảng gần 20m2, căn nhà của chúng ta là hướng bắc. Khoảng sân này thì Tường thấy có thể đậu được khoảng là trên dưới 10 chiếc xe máy. Phía bên trong thì cũng được gia chủ làm cái băng đá để uống trà ở phía trước đây. Và ở phía bên kia đó chính là một khoảng đất trống nên căn nhà của chúng ta tương đối là thoáng mát. Ở bên trên thì cũng được gia chủ lắp khung sắt bảo vệ an toàn tuyệt đối luôn và có làm thêm cái phần mái sáng. Còn về cửa rào ở phía trước thì cũng được sử dụng cửa mở hai cánh. Tường thấy làm cũng khá là chắc chắn nên chúng ta xe máy thì có thể đậu ở phía trước sân. Ở bên trong thì sẽ có bộ cửa nhôm dạng tương đối thôi, không phải là nhôm xi pha. Cửa mở 4 cánh, sử dụng kính trong. Ở bên trong đây là không gian của phòng khách nè. Tương đối cũng vừa với căn nhà, nhưng mà diện tích của chúng ta bề ngang lớn thì thấy căn nhà có cái độ thoáng mát. Trần ở phía trên thì cao ráo, sạch sẽ, sử dụng trần thạch cao với trang bị nhiều đèn LED hỗ trợ ánh sáng. Gia chủ tặng một tivi này là khoảng 50 inch nè. Và ở bên trong nhà thì có một cái lỗ không gió, giếng trời ở giữa, thông tất cả các tầng luôn, làm cho căn nhà của chúng ta có cái độ thoáng mát và dễ chịu hơn. Về cầu thang thì cũng được ốp sát vào hướng bên tay phải của tường đây. Sử dụng cầu thang đúc, tay nắm gỗ và kính cường lực. Căn nhà 5m thì chúng ta có một cái khoảng trống, cái khoảng lối đi để đi xuống phía không gian bếp rộng và dễ chịu hơn. Đây là không gian bếp. Mọi người thấy rộng rãi, thoải mái hơn rất là nhiều so với những căn nhà chiều ngang là 4m. Chúng ta sẽ đặt một cái bộ bàn ăn khoảng 6 ghế ngay ở vị trí tay tường đây, ở phía dưới ba cái đèn này nè. Ở vị trí bếp thì Tường thấy rộng rãi, cũng được trang bị đầy đủ rồi nè, máy hút mùi, bếp ga, còn bồn rửa đôi ở phía bên đây, tủ treo ở phía trên và kết hợp ở phía dưới với tông màu trắng. Nền thì Tường thấy sử dụng nền đen nên nhìn chúng ta sẽ thấy là sạch sẽ hơn rất là nhiều. Ở bên trong thì ốp với tông màu xanh lá cây nên nhìn cũng tương đối là dễ chịu hơn. Còn kết cấu về nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế phía dưới cầu thang để tiết kiệm cái phần diện tích của căn nhà. Bây giờ thì Tường sẽ đi lên trên vị trí của lầu 1 và lầu 2, đứng ở bên trong phòng khách mà hướng qua phía bên ngoài thì mọi người có thể hình dung được căn nhà như thế nào. Đây là khoảng sân, còn cửa chính của chúng ta là ở ngay đây. Tường nói là hơi nhỏ nhưng mà Tường thấy căn nhà rộng lắm. Ở trong này thì thoải mái tại vì phía bên hông là cái khoảng đất trống nên căn nhà thoáng mát hơn. Ở lầu 1 thì chúng ta sẽ có 2 phòng. Ở đây là cái không gian giếng trời nè, hồi nãy Tường có giới thiệu đó.
Quẹo qua hướng bên tay phải của tường thì chúng ta sẽ tham quan căn phòng đầu tiên của căn nhà này ở phía sau. Đây, với diện tích của phòng này thì khoảng là 12 mét vuông. Vệ sinh thì cũng được bố trí ở bên trong phòng. Ở đây thì chúng ta có một cái tủ quần áo. Chưa có giường thì chúng ta sẽ sắm sau. Có máy lạnh ở bên trên nè. Rồi nhà vệ sinh thì như thế nào đây? Cũng tương đối đúng không mọi người? Có không gian tắm bằng kính nè, trang thiết bị tôi thấy cũng tương đối là tốt. Còn ở phía trước là phòng thứ hai, cửa thì cũng được sử dụng cửa gỗ với tông màu trắng. Phòng này diện tích thì tôi thấy lớn hơn chút xíu, khoảng là 14 mét vuông. Chúng ta có ban công ở phía trước, có rèm nè, có cửa sổ lớn và cũng được trang bị máy lạnh. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế bên trong phòng luôn, nên tường thấy rất là thuận tiện. Đây là không gian nhà vệ sinh, cũng khá là đầy đủ, ốp tường cao, sạch sẽ, thoải mái. Quay trở lại với căn nhà thì bây giờ tường sẽ tiếp tục tiến lên không gian lầu số 2. Ở vị trí lầu số 2 thì tường thấy bố trí phòng có hơi khác một chút xíu. Ở đây là giếng trời, còn cầu thang này á, là để đi lên trên cái mái. Ở phía trên thì sẽ có bồn nước và năng lượng mặt trời. Và đây chính là vị trí căn phòng đầu tiên ở lầu số 2, thì tường thấy chưa có nhà vệ sinh ở trong phòng. Ở vị trí phòng này thì tường thấy rộng hơn, với độ rộng khoảng là 18 mét vuông. Chúng ta có cửa sổ và cửa ban công. Để tường bước ra ngoài nha. Đây là ban công với độ rộng chiều tới là 1 mét và chiều ngang qua là khoảng 2 mét hơn. Đây là khu đất trống ở phía bên cạnh nhà của chúng ta, thì sẽ giúp cho căn nhà thêm cái độ thoáng mát hơn, dễ chịu hơn. Quay trở lại căn nhà thì chúng ta sẽ tham quan thêm vị trí căn phòng cuối cùng ở phía sau. Ở trên lầu 2 này thì nhà vệ sinh được sử dụng chung, và vị trí đặt nhà vệ sinh thì bên ngoài của hai phòng. Đây là nhà vệ sinh ở lầu số 2 được sử dụng cho hai phòng. Tôi thấy cũng tương đối là ổn, gọn và sử dụng trang thiết bị cũng tốt nữa. Đây là không gian phòng cuối cùng của căn nhà này, phòng số 4. Với diện tích thì khoảng 12 mét vuông, được lót sàn gỗ. Và ở phía bên trong tường thì cũng được sơn màu xanh đấy nè. Trên này thì không có tủ quần áo, được để trống hoàn toàn. Chúng ta về thì vẫn có thể là sửa chữa lại, cũng như là thêm một số nội thất tùy vào gia chủ mới nha. Bây giờ thì tường sẽ nói về cái phần thông tin và pháp lý của căn nhà này. Về vị trí của căn nhà ngày hôm nay, tọa lạc tại hẻm 3 số 6 xẹt 49, thuộc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và diện tích của căn nhà này chiều ngang tương đối là lớn, ngang 5m3, chiều dài là 13m, nhưng mặt tiền có hơi phần hạn chế. Điều đặc biệt của căn nhà này là an ninh và yên tĩnh, thích hợp cho ai thích cái sự yên tĩnh và không bị quấy rầy. Và về kết cấu thì chúng ta sẽ có một tầng trệt, hai tầng lầu. Ở phía trước thì chúng ta có cái khoảng sân đậu xe cũng như là vui chơi hoặc là uống trà khá là thoải mái. Bên trong chúng ta sẽ có phòng khách, nhà bếp và 4 phòng ngủ và 4 vệ sinh. Ở lầu 1 thì chúng ta sẽ có 2 phòng đều có 2 vệ sinh riêng. Còn ở lầu 2 thì 2 phòng thì 1 nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Về mặt pháp lý thì căn nhà này sổ hồng riêng, hoàn công, 2 tầng lầu đầy đủ. Và hướng thuộc hướng chính bắc nha. Chính bắc thì là thuộc đông tứ trạch nha mọi người. Và giá mời gia chủ muốn bán đó chính là 5 tỷ 400 triệu vẫn còn thương lượng với khách hàng thiện chí. Mọi thông tin và thắc mắc hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường, để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.